Mới đây, hàng loạt ô tô bị đập vỡ cửa kính tại khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội gây xôn xao dư luận. Sau 5 ngày xảy ra vụ việc, công an quận Hà Đông đã bắt giữ thủ phạm xác định mục đích của đối tượng đập cửa kính là nhằm trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra ban đầu, đối tượng Thái Văn Quang, sinh năm 2000, đã lên mạng xã hội đặt mua một đôi găng tay và một chiếc búa có thể đập kính ô tô. Đến tối ngày 16 rạng sáng ngày 17 tháng 6 năm 2024, đối tượng đi bộ một mình đến sân chung cư CT8A, khu đô thị Văn Quán, dùng búa đập kính của 9 chiếc xe ô tô để trộm cắp tài sản. Sau đó, đối tượng Thái Văn Quang tiếp tục đi bộ đến khu vực đường Nhuệ Giang đập tiếp hai chiếc xe ô tô khác, nhưng bên trong xe không có tài sản gì. Đối tượng khai nhận chỉ lấy được một sạc kiểu phòng màu trắng, một ít tiền lẻ. Tuy nhiên, qua trình báo của chính bị hại trong vụ án, có một trường hợp bị lấy mất số tiền hơn 18 triệu đồng để trong xe ô tô